Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, hai cái súp B3 mã là 2021, bác 30 mặt trước, công suất khủng 500W về với hai bác ạ. Vòng 1 là bác Nguyễn Thanh Tùng ở Nghệ An, và 1 là anh Vũ Thiện Quảng ở Hồ Chí Minh ạ. Vâng, bên em đang test cho hai anh. Vâng, đầu tiên em test cái đơn súp của anh Tùng đi ạ. Vâng, thì đây là cái tiếng súp của anh Tùng B3 2021, bác 30 mặt trước đi ạ. Vâng, đây toàn bộ là sản phẩm mới bên em nhập về và cung cấp ra thị trường. Và bên em đang test cho hai anh đấy ạ. Vâng, bát 30 được bảo vệ bởi cái căng lụa rất là mềm mại đấy ạ. Vâng, phía trong là bát 30 rất là uy lực, đang đánh đây anh Tùng nhá. Vâng, bác của anh đang đánh đấy ạ. Và bên này là của anh Quảng, thì nữa bên em sẽ test riêng. Cái dòng này là bên em đang chiêng khách hàng, giá rất là tốt. Vâng, hai anh đã gọi điện bên Zika đúng vào những khung giờ vàng và bên em đã chuyên khách hàng. Vâng, hai anh thì có một anh 3 triệu mốt, có một anh 3 triệu là vì anh Quảng anh đã cọc cho bên em 100.000 dạ. Vâng, bên em đang chuyên khách hàng giờ vàng là 3 triệu mốt. Vâng, cái súp này, cái sự nổi trội so với thị trường hiện nay đó là nhất giá bên em đang sell, thứ hai là công suất khủng, thứ ba là từ kép, thứ tư là nguồn xuyến, và thứ năm đó là chơi cả chế độ súp điện và súp hơi, và thứ sáu nữa đó là bốn sò Toshiba to rất là khủng. Và tất cả là bên em đều dán tem bảo hành của công ty, bảo hành 1 năm cho hai anh nhé, tất cả đấy ạ. Vâng, hàng này là có súp anh Tùng nhá, đây súp B3 2021 đấy ạ. Và đây là hàng sản xuất tại Trung Quốc, và đặc biệt cái dòng này nó tích hợp cả súp hơi phía bên trong, chúng ta có thể vừa chơi hơi vừa chơi điện đó, rất là tiện lợi. Đây bên này bên súp hơi anh nhé, để ý cho em hai cầu đen phía bên tay trái em đang chỉ đấy ạ. Đây là chế độ súp hơi, bên này là chế độ súp điện, và súp điện cũng có thể cắm bằng tín hiệu JAV. Và đó là cái sự nổi trội của súp B3 mã là 2021 3030 mặt trước, công suất khủng 500W. Vâng, em đang test anh Tùng nhé. Vâng, em đang lấy tín hiệu từ cái máy lưng tiếng TD Acoustic mã là CB600 ạ. Vâng, và tất cả dây rắc đi kèm này bên này đều tặng tất cả các bác khách hàng nhé. Dòng này bên em bán rất là nhiều vì cái chất lượng rất là tốt, đánh giá của người tiêu dùng với Zika Audio rất là tuyệt vời. Các bác rất cảm ơn rất là nhiều vì sử dụng được cái súp rất là chất lượng và lại giá thành hợp lý. Rồi, súp anh đang đánh đấy ạ. Đây đánh, giờ em tắt súp của anh đi nhá. Đây nhà không súp ạ, rất là mỏng. Đây không đánh ạ. Đây là test trực tiếp cho anh. Giờ anh lại bật lên đi ạ. Dày tiếng rất là nhiều. Đấy ạ, đập rồi đấy ạ. Vâng, thì cái súp này đánh mạnh hay không đó là do cái công suất và cũng như trái tim của chúng ta đấy ạ. Vâng, đập càng mạnh chúng ta càng khỏe, và súp cũng vậy. Vâng, đó là một trung tâm của bộ dàn đấy ạ, để cho cái giải âm được tốt hơn, sâu hơn, dày hơn ạ. Cái này chúng ta có thể chỉnh theo từng đôi loa, có bát 30, có bát 25, vì thế chúng ta can thiệp làm sao cho nó phù hợp. Rất hay. Vâng. Quảng cáo chút xíu ạ. Vâng, đây cũng là một cái súp B3 mã 2021 của anh Lê Văn Tuấn, cũng ở Nghệ An ạ. Vâng, bên em đã đóng hàng để chuẩn bị gửi bưu điện đấy ạ. Vâng, quay trở lại hai cái súp của hai anh Tùng này. Súp anh đang rung đấy ạ. Rất sâu anh nhá. Cái dòng này vừa chơi nhạc mạnh, vừa chơi nhạc bolero và vừa hát karaoke rất là tuyệt vời, hỗ trợ đủ giải luôn ạ. Đặc biệt phía trên này nó có cái kính cường lực rất là đẹp. Vâng anh Tùng nhá, hiện tại cái súp B3 mã là 2021 của
Anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng ạ. Bên em bọc lót rất là cẩn thận và những suất chống sốc ạ. Vâng, sau cùng em chúc anh Tùng và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào anh Tùng và hẹn gặp lại. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video ạ.